Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Màu. Mình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh ông quý tộc của nhà mọi người. Cái chỗ nào đây? Mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.